Helios đã phải bỏ mạng, còn DiVoJ đang bị kiệt sức, anh ta đang phải chạy trong pha này. Maki cùng với Jax đang trả sát thương để cho DiVoJ có thể chạy. Nhưng con rồng này thì đang thuộc quyền kiểm soát ngược lại của Shindong Gaming. Một người Shindong Gaming đang bị dồn sát thương và đó là Chiu Chiu đã bị hạ gục. Jax đang phải nhảy đi. Bây giờ thì Shindu đến, đã quét chiến thuật trúng vào hai người, sử dụng tối ưu thư vào người DiVoJ. DiVoJ không thể chạy được nữa. Và Demon đang có thể đánh để có thể tiếp tục bắt vào vị trí của Exocen khi mà anh ta đang bị ràng buộc. Bốn người dồn sát thương vào Exocen. Exocen không thể sống. Và như Chiu đang được đẩy lên khu vực đứng trên, đây là một công dinh. Anh ta muốn quyết định là đánh vào người của Helios ở trong tình huống này. Kiệt sức luôn cơ mà. Nhưng Helios không mất quá nhiều máu, anh ta đang quay trở ngược lại bắn. Nhưng đuổi theo một con xin chưa bao giờ là một quyết định đúng đắn cả. Bây giờ thì Lehman đến, ta sử dụng luôn cái thần xấu, khống chế được một người. Và đường đường của bên phía Shindong Gaming họ không ngừng ngại và muốn bắt người. Và mục tiêu họ chọn đó là Chas, thất văng được Chas về. Chas bị ràng buộc, Chas dính thùng rượu nổ, Chas lên bảng điểm số. Bên phía bên này thì DiVoJ bị kiệt sức và anh ta đã phải sang bên kia bờ tường để bên chính là Senna cùng với Gagat. Nhưng mà khoan đã, một tình huống tóc biến lên từ bên phía của đó là Lee mình nhắm vào người của Helios. Helios anh ta vẫn còn tóc biến để có thể quay ngược trở về và anh ta may mắn sống sót với một chấm máu. Và tiếp tục là giao tranh, nhưng trước đó thì Shindong Gaming đã có được trụ. Doki đã lấy về được trụ. DiVoJ đang muốn làm một điều gì đó, anh ta bị hất ngược trở lại nhưng anh ta có những người đồng đội của mình từ phía sau. Một người bên phía Shindong Gaming đã mất đi mình cái đồng hồ cát, đó là Shindu. Nhưng Shindu quay trở ngược lại trả sát thương Chiu Chiu, không còn quá nhiều máu. Cho nên là họ làm điều gì cũng đúng cả. Một tình huống lăng một sau đó bạn đó là đuôi móc trúng được hai người tâu thư gửi vào người của đó là Exocen. Và Exocen bây giờ dính thêm cả cái thùng rượu nổ này nữa, có thể không sống, có cách nào sống được. Maki lao vào, Maki lao vào để làm gì? Anh ta đang bị dồn sát thương. Maki đã phải tốc biến đi. Maki chưa chết, bây Helios giờ thì bắn. Maki đã chết. Helios đang bắn nhưng không có bao nhiêu sát thương cả. Và đội hình của Shindong Gaming tiếp tục một lần nữa hủy diệt đối phương. DiVoJ sẽ là cái mạng tiếp theo của họ. Wow, khi mà Lehman cũng đã đến rồi. Cái trụ đến, chỉ còn một mình Chas trên bản đồ để có thể bảo thủ. Ta muốn mất tốc biến luôn. Và không, họ muốn trận thi đấu này hơn. Nhà chính nổ rồi. 1-0 dành cho Shindong Gaming. Không có bất kỳ điều gì cả. Nhưng đây là lối di chuyển cực kỳ là quen thuộc mà khoan đã, một tình huống sống mà mình cứ vào mình một tốc biến. Đến từ đó là Chiu Chiu bên phía của Shindong, họ đang có lợi thế ở trong pha giao tranh này. Chiến công đầu đã có dành cho bên phía của Shindong, vẫn muốn tiếp tục đánh. Đó là Shindong đường này anh ta sống âm không trúng nữa, đã bị che bởi đó là đi bộ dây. Và sẽ là một mạng đổi một mạng đến từ cả hai đội. Liệu rằng cầu thủ của Shindong Gaming lưu dưới của Hoàng Đồ cũng là rất tốt với con Zeke ở trong đội hình của mình. Và Shindong cũng đang tiến ra đây, chương cuối được sử dụng và chưa trói lại được đó là Shindong. Nhưng Shindong đang bị dồn sát thương, Shindong đang phải bỏ chạy, Shindong đang bị thiêu đốt. Và hai mà hạ gục dành cho RQ. Như vậy thì đó là một bước đáp trả vô cùng là mình hay. Đang là người có được tỷ lệ tham gia hạ gục 100%. Ây à, DiVoJ sử dụng tối ưu thư vào người của Doki. Nhưng có lẽ là quyết định sai rồi. Khi mà có một cái thùng rượu nổ bồi theo rất tuyệt vời đến từ vị trí Chiu Chiu. Và ngay lập tức thì DiVoJ bốc hơi. Và Chas đang muốn kiểm soát ở đây. Một người khác của GDG đang gặp khó khăn, đó là Shindong. Shindong đã phải lên bàn điểm số và phản ứng cùng hay đến từ vị trí của Helios. Nhưng Helios cũng đã phải bỏ mạng lại. Doki đang bị kiệt sức, Doki đang bị bắn bởi Maki. Phía bên này Exocen đang quá thấp ngói, Exocen hồi được bầu nhưng ta không thể sống sót được. Và Maki ở lại trong pha này cũng là sai. Maki Chas với con Olaf của mình cùng với con Yumi đang là một thế lực thực sự. GD lạc ở đây rồi, anh ta sử dụng bãi mìn của mình. Nhưng Chas với Yumi ở trong người của anh ta quá mạnh mẽ, anh ta lấy được mặt màn hạ gục của người đi đường rồng của phía Shindong Gaming. Và chắc chắn là Shindong Gaming biết tốc độ ăn rồng của RQ nhanh đến đâu. Helios sẽ là người cản, có Yumi ở trong người của anh ta. Hất tung được Chi, Chi mất tốc biến rồi. Và màn hạ gục dành cho Exocen ở trong pha này, thảm lửa đã được sử dụng bởi Maki. Nhưng cái thảm lửa bây giờ đã hết. Và đội hình của Shindong Gaming đang bắt đầu đánh. Wow. Doki mở giao tranh với đối trường. Và double kill dành cho Chiu Chiu. Lehman đang bắt đầu chém. Chas còn quá thấp máu, anh ta đang bị thiêu đốt. Anh ta nhảy vào bùa đỏ, anh ta đánh con bùa đỏ. Và sát thương đến từ con bùa đỏ cũng đã giúp cho Chiu Chiu có được triple kill trong pha này. Và có lẽ là thêm một màn hạ gục nữa. Không, Chiu Chiu đang tăng trụ cho Lehman tràn vào. Lehman bị DiVoJ đá tương đối đau. Và bây giờ ta đã... Vị trí của Chas cũng là như vậy, Helios cũng là như vậy. Chỉ có duy nhất một vị trí đang hơn tiền, đó là vị trí Maki mà thôi. Ở đây Chiu Chiu ta bị hất tung lên, bị giữ lại trong bộ pháp thần tốc. Và sẽ có màn hạ gục, tiếp tục là màn hạ gục nữa dành cho Chas. Ở Shindu ở đây thì sao? Anh ta đang cướp bãi chim của đối phương, phát triển ở DiVoJ. Tấn công luôn cả DiVoJ bởi vì Lehman cũng đang có mặt ở gần đó. DiVoJ không mất quá nhiều máu, nhưng anh ta chỉ có đơn độc một mình thôi. Anh ta sẽ phải lui trong pha này để mặc cho Shindu cùng với Lehman để trụ. DiVoJ anh ta chọn một mục tiêu khác, đó là Chi. Chi tốc biến đi, thoát được cú hất tung bởi xuất hiện hoành tráng. Và Doki sử dụng hủy diệt đấu trường của mình. Siêu bom địa ngục quăng ra là khá đẹp, nhưng không có quá nhiều sát thương. Doki vẫn đang chống chịu nhiều sát thương. Lehman cũng đang có mặt ở đây. Có làm được điều gì hay không đây khi mà bên phía của RQ vẫn còn cả 5 người. Họ đang ăn con Baron này vô cùng là nhanh. Siêu bom địa ngục được tung ra, cấu đi một đường máu khá là nhiều. Doki anh ta lao xuống, sử dụng hủy diệt đấu trường. Có vẻ như bên phía của Doki anh ta vẫn có được mạng của đó là Maki. Doki có được mà hạ gục của Maki rồi. Tuy
Tuy nhiên thì AQ vẫn đang rất quyết tâm để có thể ăn đi con Baron này. Doki vẫn đang vùng vẫy giữa vòng vây của bốn thành viên bên phía AQ. Bây giờ anh ta bị bắt lại trong tối hậu thư và anh ta đã bị gục. Nhưng những người khác về được không? Có dây dịch chuyển đến. Có vẻ như là tương đối sớm từ vị trí của Maki hay là cái thảm lửa đó hết giờ. Đã sử dụng bộ phá thần tông và tiếp tục chiêu chiêu wow. Là người bắt lại chiêu chiêu bốc hơi quá nhanh. Và Shindu cũng đã phải sử dụng đồng hồ cát. Chi từ xa quạt ra siêu bom địa ngục. Maki vẫn đang có thể được bắn. Nhưng bây giờ Maki đã phải lên bài điểm số rồi. Và các thành viên của RQ đang yếu máu. Trong khi đó thì Chi vẫn đang đầy máu từ phía xa và quăng ra những cú bom nảy. Và bây giờ là bãi mìn cản bước các thành viên của bên phía RQ rất khó chịu. Chas đang chọn góc để có thể vào. Nhưng Doki tốc biến lên sau thủ trưởng quá đẹp. Và sau đó anh ta lùi về. Và Liban bây giờ còn tương đối thấp máu. Bên này thì đã tìm kiếm được một người, đó chính là Shindu. Tiếp tục sử dụng một pháp thuật tâm từ vị trí của Helios khống chế lên Shindu. Shindu có giáp hồi sinh. Anh ta mất đi cái đồng hồ cát của mình. Nhưng bây giờ Shindu đang bị ao giao tranh. Chiêu chiêu đang quay ngược trở lại, lăn bụng không trúng ai. Chi vẫn đang cố gắng ném. Nhưng những cú bom này bước thì đây sẽ là Shindu Gaming được phép chủ động. Những tình huống di chuyển này của họ đã bị phát hiện bởi đối phương rồi. Helios đang vào từ một góc rất khó chịu. Chiêu chiêu bốc được chiêu chiêu một lần nữa. Chiêu chiêu một lần nữa bốc hơi quá nhanh ở trong một pha thi đấu bên phía bên này. Thì Chi đang bị kèm chặt bởi Helios. Chi đã phải tốc biến ra bên kia bờ tường. Helios hất tung được hai người xuất hiện hoành tráng. Chắc Doki sắp thủ trưởng hai người. Doki cũng qua thấp máu. Doki bị hạ gục. Shindu đã sống âm. Sống âm bị outplay bởi cái đồng hồ cát từ Devo Jay đang đẩy nhà. Shindu mất đi đồng hồ cát của mình. Trong khi đó thì Devo Jay đang đẩy nhà. Có đến ba con xe. Vừa rồi thì cả Doki cùng với Chi cũng không đánh một quá cách quá triệt để. Đó là Doki kết hợp tốc biến với chiêu ba của mình, hất tung được một người. Ngay lập tức là sát thương dồn vào và hai mạng hạ gục đã được dành cho Chi. Một pha mở giao tranh rất mãnh liệt đến từ Doki. Từ đó anh ta đang liên tục tác động vào người của Shindu. Bắt gặp đó là Helios này. Helios vẫn còn cho mình đầy đủ. Đó là bố trợ có được mạng của Shindu. Và sau đó thì anh ta cổ quay được trở về được hay không đây? Bị khóa ánh sáng và một lần nữa là mạng nằm trong tay của đó là Chi. Ba mạng dành cho Chi rồi. Exoce đang muốn lấy mạng của Doki. Đường trên thì sao? Devo Jay chủ không thành Devo công. Jay phía của Shindu Gaming kêu họ đang có 4 người ngay tại đây. Doki anh ta bọc từ phía đằng sau. Doki sử dụng lá chắn Duran khiêu khích lại được hai người. Và đồng hóa sáng quá đẹp từ vị trí của Chi. Và cơ bộ tối thưởng cũng là quá đẹp nữa. Và siêu body ngồi được qua ra từ phía xa nhưng chưa có quá nhiều sát thương. Doki bỏ anh ta lùi lại. Nhưng Liman thì vẫn đang rất tự tin. Bây giờ Devo Jay quay ngược trở lại đánh. Maki vẫn có thể giải tỏa được lính này. Trong khi đó thì sứ giả khai đứt thả khu vực được dưới. Và giúp cho bên phía của Shindu Gaming bào được rất nhiều máu của cái trụ này. Helios đang gặp nguy hiểm, anh ta bị khiêu khích. Anh ta bị dính tối hậu thư. Helios không còn có thể vùng vẫy được nữa. Siêu body ngồi được quăng ra và lấy đi một lượng máu đến từ Shindu cùng với Doki. Nhưng họ sẽ có được cái trụ này hay chăng? Chưa đánh trụ, bây giờ mới đánh trụ, trụ thuộc về cho Doki. Và Doki hất tung được một người, đó là Devo Jay. RQ quyết định quay trở ngược lại để tiếp tục trả sát thương. Và Devo Jay là người có được màn hạ gục và thêm cả Chas nữa. Một pha đánh ngược trở lại với cái ý định là dọn nhanh đi đập lính. Và thậm chí chưa cũng sử dụng luôn cả gói hàng của mình nữa. Một người bị giữ chân lại đây, đó chính là Shindu. Nhưng có vẻ như là cái siêu biến thế này nó thực sự là không quá đẹp. Và cái tùng đủ đổ là thậm chí là hất văng Shindu ra khỏi cái siêu bom địa ngục. Shindu an toàn lùi về. Chiêu chiêu thì đang ở đây, đang bị quay tay bởi Devo Jay. Nhưng Devo Jay quá đơn độc. Devo Jay có lẽ sẽ phải bỏ mạng ở trong pha này. Đã sử dụng vòn bộ được từ vị trí của Demon. Và Devo Jay đã bị hạ gục. Double kill dành cho Demon ở trong pha thi đấu này. Phía hạ kill nữa. Thời nhận thức tiếp tục có đánh nhau. Exocen là vùng chính xác và một người tiếp tục là Shindu. Shindu đang có quay ở trong thềm trụ của đối phương. Lần này Shindu sai rồi, có trụ bắn nữa thì Shindu đã phải lên bàn điểm số. Nhưng có Baron thì trước đó đã thuộc về cho bên phía của Shindu Gaming rồi. Họ đang ép vào cái trụ này. Và chiêu chiêu đã có được trụ, thậm chí là ép vào rất tối ưu ở trong vài thi đấu này. Liman đang làm điều đó. Devo Jay đã bị bắt lại ở đây, thảm lửa được trải ra. Devo Jay bị nhốt lại trong tối hậu thư. Anh ta đang cố gắng quay tay, cố gắng chống chịu sát thương. Anh ta thậm chí mất đi tốc biến luôn. Nhưng anh ta không thể sống sót được. Thậm chí bây giờ Exocen bị kiệt sức. Exocen lướt sang bên kia bờ tử nhưng cũng không thể sống. Hai người mất đi trong đội hình của RQ. Thiệt hại quá lớn. Đó là hai người thuộc dàn trắng của họ. Và bây giờ sẽ rất khó để cho RQ có thể ngăn cản Shindu Gaming lấy đi con rồng ngàn tuổi này. Chắc Chát làm được gì không đây? Anh ta đang phải vấp phải sự ngăn cản đến từ ba thành viên của đó là Shindu Gaming. Bốc hơi ngay lập tức trước lượng sát thương của Chiêu Chiêu. Mà nó nhỉnh hơn về giai đoạn giữa đến giai đoạn cuối khi mà họ sở hữu con xe ở trong đội hình của mình. Tiếp tục là lao vào đánh nhau đến từ vị trí của Shindu. Shindu có nhất thống. Shindu tối hậu thư nhốt lại Exocen. Exocen đã phải lên về điểm số. Và Devo Jay bị khiêu khích. Devo Jay cũng đã phải đi theo người đồng đội của mình. Hai màn hạ gục rất đơn giản dành cho Shindu Gaming. Cả Helios cũng đang gặp rất nhiều khó khăn để có thể đứng vững. Và một người bị bắt lại đến từ đội hình của RQ, đó chính là Chas. Chas đã mất đi tốc biến. Và bây giờ thì cả đội hình của RQ bị lùa lại trong khu vực bề đá cổ của mình.